Xin chào toàn thể quý anh chị em đã quay trở lại với video của đồng hồ duy định. Rất vui được gặp lại các bác trong video review sản phẩm và trong cái chương trình ngày hôm nay thì duy định có một cái ưu đãi cực kỳ đặc biệt cho tất cả những quý vị khách hàng đã mua hàng và đăng ký kênh tại đồng hồ duy định và với chương trình bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày từ 27 tháng 10 năm 2023 thì duy định sẽ tặng tất cả những cái mẫu sản phẩm mà khi các bác mua hàng ở đồng hồ duy định với một bộ dây da cá sấu handmade và với những cái bộ dây da này thì bên em sẽ được làm thủ công hoàn toàn và sẽ được thiết kế từ da cá sấu thật 100% nó sẽ yên tâm hơn mềm mại hơn và khi các bác sở hữu những cái bộ dây da này nó sẽ có tuổi đời cao hơn so với dây chính hãng của Orenseco hay là Citizen nên các bác có thể thay đổi và khi các bác mua hàng thì sẽ nhận được cái ưu đãi đó và bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho tất cả những cái sản phẩm mà các bác mua tại đồng hồ duy định nhé và sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm Seiko Oren đang có sẵn tại đồng hồ duy định với mức giá vô cùng hợp lý và sẽ được tặng kèm một bộ dây da màu uh, cá sấu dập vân và sẽ tùy vào cái màu mà các bác chọn lựa, các bác thích màu nào thì có thể inbox với đồng hồ duy định uh, với chiếc đồng hồ đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc thuộc uh, phiên bản Seiko vô cùng sang trọng và thanh lịch với một cái thiết kế là đường mi vàng. Và chiếc này thì chắc hẳn sẽ không quá xa lạ với toàn thể anh em. Một bản Seiko SARV và với bản màu đường mi vàng. À, chiếc này thì nó sẽ có một cái phong cách thiết kế nó vô cùng là sang trọng. Và không quá cầu kỳ, đơn giản. Để cho phục vụ cho anh em có một cái thiết kế uh, sai tay vừa phải. Tầm sai tay 16 các bác sở hữu cái dòng sản phẩm này. Nên tay thì cực kỳ đẹp và chúng ta sẽ có cái mã số chính xác của nó là SARV004 với mức giá retail là 29.700 yên tại thị trường Nhật Bản và chiếc này thì được dự định mua tại thị trường Nhật với một cỗ máy Nhật nội địa Min Mi Japan hoàn toàn và khi các bác sở hữu với những chiếc Nhật nội địa Min Mi Japan nó sẽ có hai cái ưu điểm cho anh em thứ nhất là nó sẽ được sản xuất hoàn toàn tại thị trường Nhật Bản đó là bản Made in Japan anh em có thể theo dõi thêm ở vị trí góc 6 giờ có dòng chữ Min japan hoặc là ở mặt sau ở trong bố vang thân máy nó sẽ có một cái dòng chữ Min japan nữa và cái thứ hai nữa chiếc nhật nội địa bản nội địa hoàn toàn nó sẽ có thêm cho anh em một bộ lịch tiếng nhật à, như bản này sẽ có thêm một bộ lịch tiếng nhật các bác muốn sở hữu tiếng nhật thì các bác cứ để tiếng nhật muốn sở hữu tiếng anh thì các bác có thể chuyển sang tiếng anh à, để tiếng nào thì nó sẽ duy trì tiếng đó đi anh em yên tâm rằng là có hai thứ tiếng để cho chúng ta thay đổi tuy nhiên thì nếu các bác muốn có một chút thay đổi mới lạ thì anh em để tiếng Nhật nó cực kỳ là độc đáo và chúng ta được sở hữu một cỗ máy Min Japan được sản xuất và lắp ráp hoàn toàn tại thị trường Nhật Bản. Còn đối với bản SRV chúng ta sẽ có những cái thiết kế như sau, bản size là 42 mm phục vụ cho anh em có chu vi cổ tay tầm khoảng 15.5 đến tầm 18 trở xuống. lên tay cái bản này thì cực kỳ đẹp và ăn ý và em sẽ xin phép lên tay với cổ tay 15.5 của duy Định nhé. À, các bác có thể thấy được là lên tay khá đẹp và mượt mà, à, rất là ổn định. size tay 15.5 thì cũng chơi được cái bảng này. tuy nhiên để mà đẹp nhất, các bác nên sở hữu một cái size tay tầm 16 năm thì nó sẽ phù hợp và cân xứng hơn. À, quay trở lại về mặt số thì sẽ có được sở hữu với một cái thiết kế mặt trắng trải tia và chúng ta sẽ có toàn bộ cọc số phần niềng mặt kính được mạ bên ở ờ, mã PVD màu vàng rất sang trọng và lịch lãm. Và kèm vào đó thì nó sẽ có những cái cọc số và phần kim có đủ dã quan phục vụ cho anh em có thể theo dõi giờ vào buổi tối dễ dàng hơn. Và cùng với đó thì chúng ta sẽ có một bộ dây thép đúc nguyên khối được Seiko sản xuất với thiết kế đường mi vàng với hai chỉ nhỏ đánh đờ mi, mã PVD màu vàng còn lại là ba mắt lớn sẽ được đánh khai xước rất là đẹp và sang trọng. Còn uh, chúng ta có một cái độ hoàn thiện cao hơn đó chính là sở hữu dây thép đúc lên tay cực kỳ là đầm tay và nó sẽ ôm theo cái cổ tay của các bác và các bác cầm cái sản phẩm trên tay nó sẽ chắc chắn và đầm tay hơn so với những phiên bản máy thấp hơn bản thường là nó sẽ sở hữu máy thép cuốn thì bản này nó đang được trang bị là dây đúc rồi dây đúc nguyên khối hoàn toàn khóa thì sẽ có bộ khóa gập hai lớp khóa chống bung có logo của Seiko đó là cái tính năng bên ngoài nó sẽ được chế tác cơ khí như vậy còn anh em cũng có thể tham khảo thêm về cái dòng máy của Seiko với cỗ máy 4R36A được trang bị tới 24 chân kính các bác nhé. Với khả năng kháng nước là 100m và bản này của chúng ta sẽ có cỗ máy 4R36 thì nó sẽ sở hữu cho các bác là một cỗ máy đời cao, máy cơ tự động automatic có hỗ trợ thêm có tay, có cả dừng kim dây khi chỉnh giờ. Nó rất là tiện lợi và đủ các cái option cho các bác có thể chơi một cỗ máy đời cao, có thể lên tay một cái phiên bản sang trọng thanh lịch mức giá thì vô cùng hợp lý cho bản đờ mi vàng tại đồng hồ duy định là 4 triệu đồng chẵn và sẽ tặng kèm anh em một bộ dây da Đó, tặng kèm một bộ dây da dập vân cá sấu và dây da cá sấu thật hoàn toàn rất mềm mại anh em sở hữu bản dây kim loại cũng được tặng dây da mà sở hữu dây da thì cũng được tặng một bộ dây da để cho chúng ta có thể thay đổi và chúng ta có thể uh, cất nó đi lưu giữ để cho chúng ta sau này có thể làm quà tặng hay là thay đổi về thiết kế một chút Thì nó cũng rất phù hợp Mùa đông này chúng ta sử dụng dây da thì cũng rất là hợp lý Và uh, cũng uh, Phù hợp cho anh em là Một cái nhược điểm Của dây kim loại là anh em hay uh, Thường hay chia sẻ rằng là Đeo vào mùa đông nó rất là lạnh tay Và nó cũng khá là nặng Thì các bác có thể thay thế sang dây da Nên tay nó sẽ mềm mại và êm tay hơn đó Và với tình trạng của sản phẩm thì Đều là máy mới 100% anh em nhé nó sẽ có hộp sổ chính hãng của Seiko và bên ngoài nó sẽ có một nước bao của Seiko chính hãng nữa. À, tuy nhiên thì em đã để sẵn ra quay video nó tiện và nhanh hơn. À, với sản phẩm số 2 thì chúng ta cũng có một cái thiết kế đờ mi vàng sang trọng thanh lịch đến từ nhà Oran và chúng ta vẫn có tình trạng là máy mới 100% sẽ có đầy đủ hộp sổ và giấy tờ đi kèm nên các bác yên tâm rằng là đã mua hàng tại đồng hồ dự định sẽ có những chiếc đồng hồ chính hãng và sẽ có một cái dịch vụ ưu đãi vô cùng là hợp lý mức giá tiết kiệm và sẽ được tặng kèm thêm rất nhiều những cái phụ kiện đi kèm về sau và như anh em mua hàng tại đầu hồ Duy định rồi thì có thể cho em chia sẻ một vài ý kiến ở dưới comment dưới bình luận của video này để nhiều anh em khác có thể biết được và cũng lan tỏa đến tất cả mọi người tại duy định sẽ có dịch vụ và có một cái chăm sóc vô cùng là tận tình và chú đáo tới anh em và với sản phẩm số 2 chúng ta sẽ có một chiếc thuộc phiên bản Oren và với tên gọi là Oren Date Day nó sẽ có hai cái bộ lịch lịch ngày và thứ date đây ngày thứ nó ở hai cái vị trí riêng biệt không như những chiếc đồng hồ khác là bộ lịch được đi kèm với nhau hay có thể gọi là lịch kép thì trước này nó đã được tách biệt hoàn toàn góc 12 giờ sẽ có một ô lịch ngày à, sẽ có một ô lịch thứ góc 3 giờ sẽ có một ô lịch ngày có sự riêng biệt cho anh em và nó sẽ được thể hiện qua góc 12 giờ là ô lịch thứ vô cùng khác biệt và nó tạo nên cái điểm nhấn của dòng đồng hồ Orandit đây. Với mã số của chiếc này sẽ là RNAX0002S, mức giá retail là 42.900 yên. Và bản này thì nó vô cùng là đẹp và sang trọng, dễ dàng lên tay hơn so với bản Seiko vừa rồi. Với cổ tay nhỏ của các bác khoảng 10 năm có thể sở hữu được chiếc này. Chiếc này nó chỉ sở hữu trên mình một phong cách size là 40.5. Cái thiết kế size mặt của nó chỉ có 40.5 thôi, rất dễ đeo cho anh em chu vi cổ tay nhỏ em sẽ đo lại để các bạn có thể thấy được cái thông số chính xác là 40.5 chuẩn và chúng ta sẽ có thêm một cái chiều dày mặt số là 12.4 kèm vào đó sẽ có phần càng lắc tù lắc chỉ có 47 khá là đẹp và dễ đeo cho anh em có chu vi cổ tay nhỏ nhé em cũng vẫn lên tay với cổ tay 15.5 các bạn có thể tham khảo và nếu mà thấy nó phù hợp thì sở hữu cái sản phẩm này nó có một cái thiết kế càng cũng khá là nhỏ gọn dễ dàng đeo và phần dây thì sẽ là dây thép đúc hoàn thiện hoàn thiện cao cấp với nhiều mắt nhỏ dễ dàng lên tay hơn so với những cái phiên bản dây to và cùng với đó nó sẽ có một phần khóa bướm khóa bướm của dây kim loại rất là được nhiều anh em ưa chuộng với cái bản này lên tay nó sẽ không bị cấn tay và khi các bác cắt mắt dây nó sẽ ở vị trí trung tâm của cái cổ tay mà các bác đeo nó không bị xê dịch như những cái phiên bản uh, khóa gập như chiếc này thì sẽ là khóa gập này khi các bác cắt mắt nó sẽ hơi lệch một chút ở về một phía đó là cái đặc trưng của mỗi dòng khóa chiếc này thì nó được sở hữu bộ khóa tiện lợi là khóa bướm ở trên cái thiết kế dây sắt rất là phù hợp và tiện lợi cho anh em còn lại những cái thiết kế bên ngoài ví dụ như mặt số sẽ có là mặt màu vàng cát này phần cọc số phần kim cũng như là phần niềng mặt kính phần dây sẽ có những cái chỉ đường mi vàng rất sang trọng lịch lãm cho anh em còn về một cái đầu máy thì nó tương đồng với những cỗ máy 4R của Seiko đó, chiếc này thì nó sẽ được trang bị với cái đầu máy của sản phẩm đó chính là F6E22 với 22 chân kính và tần số dao động là 21.600 độ chống nước 13 thép không gì bản này thì vẫn là một chiếc Min Japan tác Nhật được sản xuất hoàn toàn tại thị trường Nhật Bản và cũng được cung ứng cho người Nhật nên chúng ta có thể Tham khảo cái bản Oran đầy nhật nội địa này. Và với mức giá tại đồng hồ dự định cho chiếc Orient này là 4 triệu 800 ngàn. Vẫn tặng kèm một bộ dây da dọc vân cá sấu và sẽ là dây da handmade làm thủ công từ dây da cá sấu thật. Nên các bác hoàn toàn yên tâm sở hữu với những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay. Và kể từ ngày hôm nay uh, cho đến uh, sang tháng thì bên em vẫn có cái chương trình tặng dây. Nên các bác mua hàng hay là quan tâm thì có thể liên hệ gọi điện nhắn tin cho em qua số hotline 086 214 8486. và kể từ ngày hôm nay các bác có thể được tặng dây nhé kể cả khách quen tuy nhiên thì các bác phải đăng ký kênh các bác phải đăng ký kênh có nghĩa là subscribe kênh đồng hồ duy định ở trên youtube thì các bác sẽ nhận được những cái ưu đãi và thậm chí là nhiều ưu đãi hơn nữa nó rất là mong anh em ủng hộ và các bác chia sẻ Đó, nếu anh em nào đã mua hàng tại đồng hồ duy định rồi cho em xin một ý kiến ở dưới comment để lan tỏa đến mọi người cảm ơn toàn thể quý vị và các bác đã bớt chút thời gian theo dõi ủng hộ đồng hồ duy đích xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo